chào mọi người. Hôm nay kênh Nông nghiệp Đồng Hành sẽ giới thiệu đến mọi người mô hình trồng bưởi diện tích 50 ha trong đó đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam với diện tích 10 ha. Mô hình trồng bưởi của hộ ông Trương Văn Út. Trang trại bưởi hữu cơ Hoàng Long 1, Hoàng Long 2 và Kim Long của ông Trương Văn Út, ngụ phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ với 50 ha. Hiện vườn bưởi đã trồng được 4 năm tuổi, nhưng ngay từ đầu ông Trương Văn Út đã xác định trồng bưởi theo hướng hữu cơ là điều kiện tất yếu để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời bảo vệ sức khỏe người trồng cũng như người tiêu dùng, nên ngay từ đầu khi bắt tay vào trồng bưởi ông đã trồng, chăm sóc hoàn toàn hữu cơ. Toàn bộ diện tích trồng bưởi của gia đình ông đã được cấp mã vùng trồng đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường Mỹ và EU. Sau đây là những thông tin cách thức sản xuất của vườn bưởi ông Trương Văn Út để đạt chứng nhận hữu cơ. Này, đất trơn, phân bón hay là ấy đều là hữu cơ nhé. Và xài các cái thuốc bảo vệ thực vật đều là hữu cơ hết. Và cái sản phẩm, đúng rồi, sản phẩm có nguồn gốc là ấy. À, và cái sản phẩm á, chị nói là cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ đúng không? Cái chủ vườn này là, cái anh này là bác sĩ, cho nên là anh sẽ không có xài thuốc bảo vệ thực vật bằng hóa học. Thì anh sẽ ngâm ủ các cái dịch. Và đặc biệt là ông này người biết tre, cho nên ông sẽ là chọn cái cây quao á, cái lá quao á, là ông ngâm ủ rất là lớn, cái phi, dùng phi ngâm ủ. Và ông sẽ xài phun, là không phải khi nào xuất hiện bệnh mới phun, người ta sẽ phun định kỳ 1 tháng 2 lần, đầu tháng và cuối tháng, bằng cái dung dịch, các cái dung dịch và dùng tinh dầu. Tinh dầu là tinh dầu cây nêm, với là ông tạo ra cái tinh dầu á, đi vào tham quan là có cái can can á, là đó là tinh dầu á, thì là sẽ xịt định kỳ nha. Và vừa rồi là trên em là có một cái dịch gọi là dịch rệp vảy ốc, nếu ai trồng bưởi á là sẽ bị cái dịch đó đó. Nhưng mà đặc biệt đối với cái vườn hữu cơ này, do là chủ vườn là họ xài hữu cơ từ khi trồng rồi, cho nên nhưng bên em chỉ chứng nhận được có từng này diện tích thôi, mà cái dịch đó là rất là nặng nha, nhưng các vườn khác bị hết. Nhưng mà đặc biệt cái vườn này ông xịt ngừa hàng tháng như vậy, cho nên là không hề xuất hiện cái con rệp vảy ốc mà nó ở trên cây bưởi mà nó hút cho khô cành khô quả. Còn mà khi mà đạt chuẩn hữu cơ thì từ nước này, lấy mẫu nước, mẫu quả đều mình đi phân tích đó, thì đạt hữu cơ. Thì em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, thì ai có thắc mắc gì thì cứ hỏi tiếp ạ. Còn cho mình hỏi câu trước, nãy chị có nói là bên em chứng nhận, là bên chị chứng nhận là chị trung tâm mình được phép chứng nhận hữu cơ cho cái vậy nè. Bên em là hỗ trợ thôi, còn mà đơn vị chứng nhận là sẽ có một đơn vị chứng nhận hữu cơ chứ. Và khi bên em làm á, thì sẽ có một cái đơn vị thứ ba là đơn vị tư vấn chứng nhận. Sẽ có một đơn vị tư vấn thì bên em phải thuê cái đơn vị đó, họ tới họ tư vấn như này hợp lý chưa? Từ cái thời gian mà mình bắt đầu mà mình liên hệ vườn mà mình đạt tới lúc mà ra được cái sản phẩm có chứng nhận luôn là bao lâu vậy em? À, bọn em là năm tầm 2 năm đó. Mà chuyển đổi. Bên em chuyển đổi á. À, và đây là anh Thạch làm với bên em. Đúng 2 năm mình lấy cái mẫu sản phẩm đó mình giống như tình đó. Là trước khi trước đầu. Nếu mà cái tức là cái vườn nào mà họ sau 2 năm chuyển đổi đó. Như cái vườn này bọn em làm chỉ có 5 rưỡi thôi, vì thực ra là họ đã nguồn gốc, họ đã hữu cơ hoàn toàn rồi, cho nên bọn em sẽ không có cần cái giai đoạn chuyển đổi gì cả, bọn em làm luôn. Đó, cho mình nói là mình nãy mình giới thiệu là ủ hai cái thành phần đó là chủ yếu là quản lý cho sau bệnh, còn cái quản lý cho luôn. Nhưng mà cũng vẫn 2 năm. 2 năm là 24 tháng rưỡi mà thành 2 năm. Đó là lấy ra cây ăn cây dài. Là nó quản lý được sau bệnh. Mỗi mình học dạ, cũng đó là mình có vậy đó. Là quản lý luôn sau bệnh luôn. Dạ, 6 tháng. Nhưng mà phải có giấy xác nhận là cái thời gian trước đó là nó ở trong cái thân cảnh là có hồ sơ chứng minh đó. Thầy Quân á, thầy Quân là hồ sơ chứng minh thì bây giờ lấy lại cái mẫu đất nước và mẫu rau cách đó là 3 năm thì đã mẫu đất kèm là xong. Đúng rồi. Khi nào mà có nhiều giống chứng nhận đợt này có nhiều cái con mà là con mà với lại có cái xác nhận là không đây bỏ hàng vườn này không xuất hiện giống như có nhiều bò trĩ á thì là sẽ phun bằng xe công công năng đó. Hồi nãy cho mình hỏi câu nữa. Mình biết cây nêm, mình biết cây nêm là cây nêm đó là có tác dụng là dạ, thì đây là cái wow đó là nó quản lý bệnh hả?
tức là trong cái dịch lá quao đó, tức là nông hộ là trong cái dịch lá quao đó là có cái chiết xuất gì mà có thể quản lý được bệnh á, tại bên em là chỉ hỗ trợ thôi. Thì còn đó, thực làm á là cái anh chủ vườn và có là có thể xe được cho vườn đi ví dụ cái lá quao đó. Thì bây giờ mình ủ, mình ủ ở trong cái gì và ủ cái khối lượng bao nhiêu, từ em đi tìm cái với cái chất gì, bao nhiêu nước và mình phun cái liều lượng như thế nào thì nó mới chỉ là chị đang cần cái công thức đúng không? Bên em sẽ là liên hệ đâu có đâu rồi. Tại vì mình chia sẻ mày nói từ từ tức là quản lý vườn chạy mất rồi kìa, chưa chia hết đó. Tức là bên em chỉ hỗ trợ thôi, còn thực tế là tỷ lệ bao nhiêu và thấy bao nhiêu thì sẽ có chủ vườn là thì có chỉ đó. Dạ ông nói mà ông không chỉ hết á, sao này ông mới chỉ, ông kêu trồng hàng rào bằng cái cây bằng gấu á, coi chừng cái lá bằng gấu làm được luôn á.